Hi, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái suy nghĩ của mình về một cái stock mà rất là nhiều người yêu thích. Đó là cái Tesla stock nha. Lý do mình làm cái video này đó là tại vì vào thứ tư tuần này thì nó sẽ ra một cái earnings report. Nên mình muốn phân tích cho các bạn biết về cái stock này một chút xíu. Cái này là cái ý kiến của mình, cái kinh nghiệm của mình về cái stock market. Mình giải thích cho mọi người thôi. Nên các bạn xem để các bạn tham khảo và đưa ra cái ý kiến riêng của mọi người. Có nên mua hay là không cái Tesla stock này trước khi cái earning của nó nha. Và bản thân mình cũng có giữ stock của Tesla nha. Mình làm cái video này vào ngày thứ hai nha. Thì cái stock của nó hôm nay lên rất là nhiều. Mình định làm cái video này là khoảng một ngày trước rồi, nhưng mà không có thời gian nên hôm nay mình làm. Tiếc một cái là bây giờ hôm nay stock của nó lên hơi bị nhiều nha. Thì bây giờ là khoảng 3 giờ chiều nha. Và giá của cái Tesla hôm nay nó đã là 1.626 đồng rồi. Bây giờ hôm nay nó lên được khoảng hơn 8% rồi nha. Lúc sáng thì nó được khoảng 1.5 thôi, nhưng mà đến bây giờ thì nó lên 1.626 đồng rồi. Và mình đang thấy là nó vẫn đang lên thêm nha. Mình thì chỉ có một xe của cái này thôi. Mình mua giá 448 thì bây giờ mình lời được khoảng 200 mấy% rồi. Thì lời được khoảng hơn 1.400, gần 1.200 rồi nha. Thì cho những ai chưa biết về cái công ty Tesla này nha, thì các bạn nên xem một cái video của mình đã làm về cái stock Tesla này khoảng 3-4 tháng trước. Mình làm research về cái công ty Tesla này. Và hôm nay mình sẽ làm một update về cái Tesla này một chút xíu. Thì Tesla một công ty về electric vehicle, có nghĩa là những cái công ty sản xuất xe điện nha, xe chạy bằng điện, không phải chạy bằng gas nha. Và vừa rồi nó vừa ra mắt cái xe Tesla Cybertruck nha, là cái xe truck mà chạy bằng điện nha. Và đây là một trong những cái sản phẩm mới của cái Tesla này. Vừa ra thì khoảng 1 hoặc 2 tháng sau thì cái pre-order của cái xe Cybertruck này nó lên rất là nhiều. Trong vòng 1-2 tuần thôi thì cái order của cái xe này là khoảng 200.000 chiếc xe của Cybertruck này nha. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những cái sản phẩm của cái Tesla này nha. Tesla chuyên về cái electric vehicle, có nghĩa là những cái xe điện. Thì đây là cái Model S nè, là một trong những cái model mà làm nên cái tên tuổi của cái Tesla này. Thì giá của nó hiện tại bây giờ là khoảng 70.000 nha. Thì với cái xe Tesla này, các bạn muốn mua xe của nó, các bạn phải pre-order nha. Và các bạn build theo cái xe của mọi người thích. Ví dụ như màu gì nè, cái range của nó bao lâu nè, có nghĩa là nó chạy khi một lần chạc xong thì nó chạy được bao lâu nha. Và cái tốc độ nhanh của nó cũng như là cái tốc độ bứt tốc của nó như thế nào, thì tùy theo cái túi tiền của mọi người và mọi người order theo cái xe của mọi người tự build cái xe đó luôn. Thì đây là cái Model S, giá của nó khoảng 70.000 nha. Và đây là một trong những cái model mình rất là thích, đó là cái Model X nha. Cái Model X có hai cái cửa như là cái cửa butterfly nha, nó mở lên như vậy. Đây là một trong những cái chiếc xe mà rất là nhiều người thích. Giá của nó đó bắt đầu là 75.000 nha. Thì cái xe này giống như cái xe SUV, xe của gia đình nha. Một cái xe rẻ hơn Model X và Model S, đó là cái Model Y này nha. Thì cái Model Y này nó vừa được ra mắt khoảng 1-2 năm gì thôi. Và cái giá của nó là nó vừa với túi tiền của mọi người hơn, là khoảng 45-50.000. Một trong những cái model kiếm nhiều tiền nhất của cho Tesla đó là cái Model 3. Vì trong cái Model 3 này là một cái xe basic của Tesla, nhưng mà giá của nó rất là rẻ, rất là vừa túi tiền với mọi người nha. Thì một cái xe, cái giá bắt đầu của cái Model 3 này, cái xe chạy bằng điện này là 33, gần 34.000 nha. Thì đây là một cái xe basic, cho nên là giá nó rẻ như vậy. Thì nếu các bạn update lên, ví dụ như là các bạn muốn cái màu khác nè, các bạn muốn xe này nó chạy xa hơn sau một lần chạc nè, hay là nó có cái autopilot, có nghĩa là nó tự động lái nha, thì nó thêm tiền thêm. Thì với cái giá 30-40.000 này thì nó rất là dễ cho mọi người mua cái xe này. Ví dụ như các bạn mua một cái Toyota hay là một cái Honda Camry hay là Accord thì các bạn cũng trả tiền nó cũng khoảng ngang cái giá này hoặc là thấp hơn chút xíu thôi. Nhưng mà cái xe này nó nhìn nó luxury hơn, và đặc biệt là nó chạy bằng điện, không có chạy bằng xăng nha. Và bây giờ các bạn có thể pre-order cái Cybertruck được rồi nha. Thì cái Cybertruck này nó ra mắt vào năm ngoái, năm 2019 nha. Thì cái giá bắt đầu của một cái xe truck này là 39.900, có nghĩa là gần 40.000. Thì một cái xe truck với giá 40.000, mình nghĩ là rất là dễ để cho mọi người mua cái xe truck này, đặc biệt là nó chạy bằng điện nha. Bình thường một cái xe truck, ví dụ như xe F-150 hoặc là một cái xe truck Tundra của Toyota hoặc là Ford, thì giá của nó cũng khoảng ngang trên dưới 40.000 nha.
thì có thể nói là cái ông Elon Musk này, cái ông CEO của Tesla này, ông build những cái xe này rất là affordable, có nghĩa là rất là dễ, rất là vừa túi tiền cho mọi người. Và một cái sản phẩm mới về cái dòng thể thao của xe Tesla đó là cái Roadster này. Người ta nói cái Roadster này là một trong những cái xe sẽ là một trong những cái xe chạy nhanh nhất. Không những thế, Tesla còn đầu tư vào để sản xuất những cái xe semi, có nghĩa là những cái xe 18 bánh để chở hàng chở hóa nha. Và nếu Elon Musk thành công với cái xe semi này, mình nghĩ Tesla sẽ vươn lên một cái tầm cao mới. Tại vì khi Elon Musk sản xuất ra được cái xe semi này thì ông đã vươn chân vào cái commercial xe rồi, không phải là chỉ xe cho người dân chạy bình thường. Cho nên cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm rất là quan trọng của Tesla nha. Và đặc biệt một điều là Tesla bây giờ nó đang rất là chú trọng vào một cái sản phẩm mới, đó là cái solar panel nha. Cái này cho những cái nhà mà người ta lắp đặt những cái tấm năng lượng mặt trời nha. Đặc biệt ông vừa cho mọi người biết thêm một cái sản phẩm mới, đó là cái những cái viên ngói ở trên nhà đó. Người ta bây giờ ông làm những viên ngói đó có thể hấp thụ năng lượng mặt trời để tạo ra cái dòng điện cho mọi người dùng hàng ngày ở trong nhà, cũng như là để chạc vào cái xe điện nếu mà mọi người nếu mà mọi người dùng cái xe Tesla nha. Thì nếu mà cái ý tưởng về solar roof này thành công thì mình nghĩ đây là một cái bước phát triển rất là mạnh của cái Tesla nha. Tại vì nó vươn vào một cái tầm cao mới, không phải về electric vehicle nữa mà nó đã phát triển lên về cái nhà cửa rồi. Và những cái viên ngói này, người ta nói về cái độ bền của cái viên ngói này là mạnh hơn gấp 3 lần và bền hơn gấp 3 lần với những cái viên ngói bình thường mình dùng cho nhà cửa nha. Nhưng mà hơn thế là nó hấp thụ cái năng lượng mặt trời để mà tạo ra cái dòng điện cho mọi người dùng ở trong nhà. Và bây giờ mình quay lại với cái vấn đề xe điện của Tesla nha. Thì đây là cái biểu đồ của xe điện ở trong nước Mỹ vào những năm vừa rồi. Và các bạn thấy là người ta dùng xe điện càng ngày càng nhiều nha. Bây giờ nó lên được 1,2 triệu cái xe điện chạy ở trên đường vào năm 2019 rồi nha. Và cái mức phát triển nó càng ngày nó càng thêm, càng ngày càng thêm. Và đặc biệt Tesla là một trong những cái công ty mà đi đầu về sản xuất cái xe điện, và người ta mua cái xe điện nhiều nhất so với tất cả những cái hãng còn lại nha. Nó hơn cả GM này, nó hơn cả Nissan hay là Ford, Toyota luôn nha. Và trong những cái chiếc xe điện mà đang chạy ngoài đường bây giờ đó, thì cái xe Tesla Model 3 là cái xe đứng thứ nhất trong tất cả những cái chiếc xe mà bằng điện chạy ngoài đường bây giờ nha. Người ta dùng cái xe Model 3 này nhiều nhất. Và các bạn nhìn vào cái chart, các bạn thấy nha, thì trong cái chart này là có 12 cái chiếc xe, thì trong đó đã có 3 chiếc xe là của Tesla rồi, đó là cái Model 3 này, cái Model S và cái Model X nè. Thì các bạn cũng có thể thấy rõ là người ta dùng cái xe Tesla này càng nhiều hàng ngày nó càng tăng lên, hàng năm nó càng tăng lên rất là nhanh. Cho nên mình nghĩ là cái stock của Tesla này nó sẽ đi lên thêm rất là nhiều. Bây giờ mình cho mọi người xem về cái lợi nhuận hàng năm của cái xe Tesla này nha. Thì từ năm 2015 cho đến bây giờ, cái lợi nhuận của Tesla hàng năm nó tăng lên rất là nhiều. Thì từ 4,1 billion nha vào năm 2015 đến năm 2019, bây giờ nó đã lên gần 25 billion rồi. Có nghĩa là nó lên gấp 5 lần so với năm 2015 nha. Và cái estimate của năm tiếp theo, năm 2021, nó sẽ tăng lên thêm. Và cái estimate cho năm tiếp theo, năm 2021, thì cái lượng người dùng xe điện sẽ tăng lên rất là nhiều. Cho nên là cái estimate của cái năm 2021, cái sale của nó sẽ tăng lên là khoảng 36,3% nha. Và mình tin tưởng là những cái năm tiếp theo sau đó nó sẽ tăng thêm rất là nhiều. Đặc biệt là rất là nhiều người đang chú ý đến cái hãng xe Tesla này. Và mình nói chuyện với rất là nhiều người bạn của mình, thì khi mà mình hỏi người ta là các mọi người sẽ mua cái xe gì tiếp theo, rất là nhiều người nói với mình là người ta đang rất là thích những cái xe của Tesla này, những cái chiếc xe chạy bằng điện này. Cho nên mình nghĩ tương lai cái Tesla này nó sẽ lên thêm rất là nhiều. Thì vào thứ tư tuần này sẽ là earning của cái Tesla này nha. Cái earning report có nghĩa là nó báo cáo cho mọi người xem, nó đưa ra cái báo cáo, nó nói với mọi người là năm vừa rồi nó làm ăn như thế nào, cái quý vừa rồi nó làm ăn như thế nào ha. Và những cái dự định về những cái dự án tương lai của cái công ty nó sẽ làm cái gì, cái gì, cái gì. Thì nó sẽ nói rõ cho mọi người biết ở trong cái earning report này. Cho nên là sau khi cái earning report này ra, nếu mà nó tốt thì cái stock nó sẽ lên rất là nhiều. Và nếu nó xấu thì cái stock nó sẽ rớt xuống rất là nhanh. Thì đây là những cái earning vừa rồi của Tesla nha. Thì vào tháng 6 năm ngoái thì cái earning của nó miss cái earning này. Và nó miss cái này có nghĩa là nó không có đạt tới cái estimate của người ta. Nhưng mà những cái quý sau đó thì nó làm ăn rất là tốt nha.
Ví dụ như tháng 9 này, tháng 12 và tháng 3 vừa rồi, nó đều beat cái earning của nó, có nghĩa là nó làm hơn cả những cái estimate của nó. Ví dụ như người ta dự đoán là cái lợi nhuận của quý đó là 10 tỷ nha, nhưng mà thực sự cái quý đó nó bán đến 20 tỷ, thì có nghĩa là người ta thấy ồ, cái công ty này nó làm ăn còn được hơn là mọi người nghĩ nữa. Thì đó là lý do tại sao cái stock nó lên rất là nhanh. Thì giá của Tesla bây giờ là 1.600 nha. Mình suy nghĩ là cái earning này, cái Tesla nó sẽ beat cái earning again, thì mình nghĩ là stock của Tesla nó sẽ đi lên thêm. Cái suy nghĩ của mình là, thì nếu mọi người chưa có Tesla thì có thể mua một vài xe để giữ. Và nếu sau cái earning, nếu nó beat thì nó sẽ lên rất là nhiều. Nhưng mà nếu nó xuống thì đó là cái cơ hội để mọi người mua thêm cái stock của Tesla này. Về mình thì mình đã có một xe rồi, và cái giá của mình mua khi đó rất thấp, nên bây giờ mình không có muốn mua thêm cái stock của Tesla này nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Bạn nào có suy nghĩ gì về Tesla stock này thì nhớ comment ở dưới để cho mình biết nha.